ăn cạn hết đấy. Chân lên rồi ra xe tàu con này nó ngủ chả được chả được mà đi mùa hao chả đi đi lúc đấy trong tài đi bắt gần 20 con cá chê trong rồi bắt được 8 con một thằng ở trong rồi hai con kia cho trong rồi đúng rồi. Thank you.
theo cái nước chảy ở trên giò thật nhanh. Dạ, hôm nay ăn cá thôi. Vâng, hôm nay đây ăn cá. Người ta kia bị thủng thôi, chảy nhiều nước thế, toàn nước trong. Xem thế nào, tát kiểu gì nước tát chảy ngược. Chắc phải lên bơm. Tát kiểu gì nước tát chảy ngược. Tát nên chứ nó chờ tát. Ống nước nó chảy ngược lại. Bạn nên chưa được ông thường rằng hiện đấy.
tắt cạn nó mới đun nhanh được. Bắt nó to rồi. Đóng như trong cống này vẫn nhiều. Trong cống vẫn nhiều. Qua cái đó nó không chảy. Chân đấy, bắt. Hết rồi, hết nước rồi, bắt đi. Ông nên bắt cá đi, nhanh. Đây đây, chân đây, đằng sau. Ôi, mặn mặn à. Kéo nó bục vào, bắt ăn. Giọt nó cỡ rồi, bắt đi. Thank you.
con trên này anh nhặt vào chưa? Con nào? Chắc ông nhặt vào rồi. Thank you.